tổng hợp những thay đổi quan trọng nhất trong bản cập nhật Pháp Quang Minh. Đầu tiên là sự xuất hiện của vị tướng thứ 113, Terry, xạ thủ song luân. Cô nàng dường như sẽ làm mưa làm gió ở vị trí xạ thủ trong khoảng thời gian tới bởi khả năng gây sát thương đa mục tiêu của mình trong combat. Đường giữa hiện tại được bổ sung cua xanh, giúp các chiến tướng chơi ở vị trí này có thể đưa ra những lựa chọn khác có lợi cho bản thân như tăng lượng vàng ở giai đoạn đầu trận ngoài việc đi hỗ trợ các vị trí khác. Đường rồng cũng có sự thay đổi nhỏ khi chim do thám đã được thay thế bằng bộ ánh sáng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, các sát thủ này lại càng có đất diễn hơn. Địa hình tổng thể của đường rồng đã được tối ưu hóa, bao gồm việc điều chỉnh bụi cỏ trên sông. Điều này sẽ khiến cho các sát thủ có cơ hội ẩn nấp, tập dần chơi sát thủ thôi nào các chiến tướng ơi. Chế độ đấu hạng cũng có những tối ưu mới nhằm đảm bảo trải nghiệm tham gia chiến trường của các chiến tướng. Thêm mới thử trận đấu hạng đầu tiên mỗi ngày, nhận thêm vàng và kinh nghiệm cùng tinh túy. Thêm cơ chế sao hộ mệnh, trận đầu tiên thua trong đấu hạng mùa này. Hủy giúp chọn, hiện chọn lên trùng lập rõ hơn. Thay đổi giao diện đấu hạng. Trong phiên bản này, bạn có thể thêm các trang phục bạn yêu thích vào danh sách và sẽ có cơ hội nhận giảm giá hoặc người khác có thể tặng bạn. Để sử dụng tính năng, bạn chọn trang phục mình yêu thích, sau đó ấn vào nút thêm vào danh sách dưới góc trái màn hình. Truy cập vào mục danh sách yêu thích ở phần cá nhân để theo dõi danh sách của bạn. 3 vị tướng Thorn, Tara và Seniel sẽ có những thay đổi sau trong bản cập nhật Tháp Quang Minh. Cụ thể, với vị tướng Thorn, chúng ta có một số thay đổi liên quan đến chương 1 và chương 2 của vị tướng này. Tara lần này sẽ được chỉnh sửa nội tại. Cuối cùng là vị tướng Senior. Vừa rồi là một số thay đổi trong bản cập nhật Tháp Quang Minh. Đừng bỏ lỡ những thông tin thay đổi tiếp theo và câu chuyện về tướng xạ thủ Terry trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile nhé. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.